điểm tin lề trái số 6. Đấu tố trí thức để đánh thức trí thức. Chào các bạn, đây là chương trình điểm tin lề trái số 6, phát sóng vào ngày chủ nhật ngày mùng 8 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. sóng truyền thông số 1 cố kéo dài dư âm phong trào biểu tình, cổ vũ bất tuân dân sự với luật an ninh mạng. Trong năm bản tin trước, chúng tôi đã tường thuật diễn biến của phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật khởi lên từ tuần lễ cuối tháng 5 năm 2018. Trong tuần qua, nhiều nhóm chúng cộng trong và ngoài nước đã cố kéo dài ảnh hưởng của hai phong trào này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã đã đuối dần và bị nhiều sóng truyền thông mới làm gián đoạn cụ thể một số hoạt động trong phong trào phản đối các dự luật do luật khoa tạp chí và hết chai phát động như viết thư gọi điện thoại và biểu tên các đại biểu quốc hội hiện hầu như không còn được nhắc đến trong tuần qua trang lão mà chữ an của nguyễn quang nga cũng đã giảm hẳn tần suất hoạt động trang nhật ký biểu tình của nguyễn hồ nhật thành chỉ còn khai thác vụ trương thị hà và vụ ông T ông tuân tự thiêu cũng như làm bản báo cáo dài 34 trang bằng tiếng Anh mang tên Những Ngày Chủ Nhật Đen, Đàn áp Tàn Bạo Dân Thường và gửi đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán phương Tây và các tổ chức quốc tế nhân quyền cầu xin họ can thiệp. Ngày 5 tháng 7, họ in áo phông biểu tượng nắm đấm OTPOR cầm hoa hồng kèm khẩu hiệu không đặc khu, không trung cộng và bán cho độc giả qua đường chuyển phát khi tung ra biểu tượng nắm đấm nắm đấm cầm hoa hồng, có lẽ họ muốn thể hiện rằng những người biểu tình vừa ôn hòa, có học, lại vừa mạnh mẽ, can đảm. Hình ảnh này sai sự thật, vì trong thực tế phong trào biểu tình của họ đã bùng phát thành bạo động và người biểu tình đã ngừng xuống đường vì sợ công an. Trong khi đó, phong trào phản đối dự luật an ninh mạng vẫn được chú trọng. Cụ thể, ngày 30 tháng 9 năm 2018, Nguyễn Quang A kêu gọi đồng đội kêu gọi cộng đồng chống đối không sao nhãng hoặc bỏ cuộc, tiếp tục phản đối luật an ninh mạng sau khi đã bỏ Facebook để chuyển sang dùng mạng xã hội My. Trước đó không lâu, khi trả lời phỏng vấn đài VOA vào ngày 29 tháng 6 năm 2018, Lê Công Định và Nguyễn Văn Đài tuyên bố rằng sẽ có một phong trào bất tuân dân sự để kháng luật an ninh mạng sau khi luật này có hiệu lực. Như vậy, dù vẫn là tự xưng là luật sư. Hai ông Lê Công Định và Nguyễn Văn Đài đang kêu gọi người dân không tuân thủ luật pháp. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền hậu biểu tình còn bao gồm vụ bức thư của Trương Thị Hà. Các hoạt động tuyên truyền chống luật an ninh mạng bao gồm lời kêu gọi dùng mạng sợi mai để tránh luật. Các hướng tuyên truyền này họ sẽ được đề cập cụ thể trong phần sau của bản tin. Sóng truyền thông số 2 mượn dư âm của phong trào biểu tình, phong trào phản đối các sự luật để tuyên truyền đòi thay đổi thể chế trong tuần qua, một số tổ chức cá nhân bắt đầu lợi dụng dư âm của phong trào biểu tình, phong trào phản đối các dự luật để tuyên truyền đòi thay đổi thể chế. Số này bao gồm một số thành viên của diễn đàn hội Dân sự Đảng Việt Tân và một số cá nhân chưa rõ nội hội nhóm là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ. Cụ thể, suốt tuần lễ cuối tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Trung, cựu tránh văn phòng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, trợ lý của cựu Thủ tướng Võ văn, văn Kiệt, đã gửi hồi ký tôi làm chính trị của mình cho bạn bè và đăng nó thành từng kỳ trên trang việt trong cuốn hồi ký này nguyễn trung kể về những cố gắng để thay đổi thể chế thất bại của ông võ văn kiệt của viện ids và của cá nhân ông ông trung cũng tuyên truyền rằng chế độ hiện nay là chế độ toàn trị đang tha hóa xung đột với dân và kêu gọi tổng bí thư nguyễn phú trọng tiến hành hòa hợp hòa giải dân tộc thay đổi thể chế Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Đình Cống viết một bài tóm tắt hồi ký của ông Trung đăng trên trang Bosit Việt Nam và kêu gọi nội bộ Đảng, nhà nước tự diễn biến để thay đổi thể chế. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ký Thọ, cựu chủ nhiệm khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã viết một bài bình luận cho BBC tiếng Việt. Trong bài, ông Thọ tuyên truyền rằng Việt Nam đang đối diện với các thách thức ngày càng lớn trong đó thách thức có cội nguồn thể chế ông thọ mượn việc đảng chỉnh tốn đội ngũ và chống tham nhũng việc du nhập các giá trị phương tây trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường việc biểu tình đòi đất biểu tình chống trung quốc biểu tình phản đối các dự luật để chứng minh cho nhận định này từ đó ông thọ đề nghị cải cách thể chế theo hướng thiết lập cơ chế chính sách minh bạch rõ ràng để người dân được có quyền hiến định và hướng thay đổi phù hợp với kinh tế thị trường không để ý thức hệ giáo điều níu kéo cũng trong ngày 1 tháng 7 năm 2018, Đảng Việt Tân đã tổ chức một buổi tiệc yểm trợ quốc nội ở London, Anh. Thành phần tham dự bao gồm ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt Tân và khoảng 100 thành viên thân hữu Việt Tân ở Anh. Đa số thanh niên tham gia là du học sinh, người xuất khẩu lao động, cùng thành viên của hai tổ chức phong trào con đường Việt Nam và Cộng đoàn Công giáo tại London. Trong bài thuyết trình mang tên Hiện tình chính trị Việt Nam và công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, Lý Thái Hùng đã gọi phong trào biểu tình để phản đối các dự luật vừa qua là một cuộc tổng nổi dậy và nói rằng đây là cơ hội mới để lật đổ chế độ. Sau đó Hùng tuyên truyền rằng nếu quá trình dân chủ hóa bằng phương thức bất bạo động gồm 4 giai đoạn là hành động bất tuân dân sự, 2. liên kết hình thành sậu dân sự, 3. người dân bày tỏ sự phẫn nộ về các vấn đề chính trị dân sinh và 4. có lực lượng chính trị hỗ trợ lật đổ chế độ thì tình hình Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn thứ 3 cuối cùng hùng cũng đề nghị tập trung khai thác vấn đề mật ước thành đô vấn đề dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng để châm ngòi cao cho cuộc đấu tranh mới nhìn một cách tổng thể khi tạo ra sóng truyền thông này các tổ chức chứng cộng muốn khai thác dư âm của phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật để thuyết phục đồng đảng và giữ dư luận tin rằng cơ hội để thay đổi thể chế đang đến khi làm việc đó nhóm diễn đàn sợ dân sự và đảng việt tân sử dụng hai chiến lược khác nhau cụ thể là diễn đàn sâu dân sự và ông phạm ký thọ sử dụng chiến lược tự diễn biến tự chuyển hóa trong đó họ thuyết phục giới trí thức giới đảng viên và cán bộ cao niên cùng giới trí thức rằng đã đến lúc cần phải thay đổi chế độ còn đảng việt tân sử dụng kỹ thuật làm cách mạng đường phố trong đó họ kêu gọi các thành phần xã hội bất mãn tham gia biểu tình bạo loạn để vô hiệu hóa bộ máy chính quyền tạo cơ hội cho nước ngoài can thiệp rồi gây sức ép buộc việt nam thay đổi thể chế như vậy có thể thấy khi diễn đàn số dân sự tạo sóng truyền thông phản đối các dự luật đặc khu kinh tế và tìm cách kiểm soát phong trào biểu tình họ đã đặt mục đích để thay đổi chế độ thay vì thuần túy muốn giữ chủ quyền và bảo, vệ lợi ích của dân sinh vì động cơ này không phù hợp với các quy định của pháp luật và hiến pháp Việt Nam cơ quan công an hoàn toàn có lý do để xử lý các đối tượng tham gia hoạt động nhưng các tổ chức trung cộng đã nắm được cơ hội này để thay đổi thể chế hay chưa để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã dùng phần mềm Google Trends để lập biểu đồ thể hiện mức quan tâm của người dùng Google dành cho các dành cho các cụm từ biểu tình đặc khu luật an ninh mạng và đa đảng. Biểu đồ cho thấy ngay sau cuộc bạo động ở Phan Thí Bình Thuận, lượng tìm kiếm nhanh cho từ biểu tình và đặc khu đã nhanh chóng giảm đi đến gần mức bình thường. Sau khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6, lượng tìm kiếm cụm từ này cũng giảm nhanh chóng trong khi đó lượng tìm kiếm dành như từ đa đảng không hề tăng khi phong trào phản đối các dự luật và phong trào biểu tình đang diễn ra như vậy có thể thấy phong trào biểu tình giữa tháng 6 vừa qua chỉ là một cái biến cố nhất thời không được quần chúng tập trung ủng hộ những quần chúng trung lập ủng hộ sau khi bạo động nổ ra và không tác động đến quan điểm của quần chúng về vấn đề đa đảng khi tuyên truyền rằng phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật đang tạo ra cơ hội để thay đổi thể chế nhóm diễn đàn châu dân sự và đảng việt tân đã phóng đại tầm ảnh hưởng của hai phong trào này để tạo ra một hy vọng giả cho những người ủng hộ họ trong khi đó, ngày 2 tháng 7 năm 2018, RFI tiếng Việt dẫn lời của Lê Monder rằng Đông Nam Á đang khép lại giai đoạn dân chủ. Để chứng minh, báo này viết rằng chính quyền Myanmar của Aung San Suu Kyi còn kém tự do dân chủ hơn cả chính quyền quân sự cũ, chính quyền Philippines của Duterte đã để cảnh sát sát hại khoảng 4.000 dân trong chiến dịch chống ma túy. Hiến pháp 2016 của Thái Lan sẽ khiến các tướng lĩnh quân đội tiếp tục nắm quyền ở nước này. Và nhà nước và nhà nước Việt Nam vừa ban hành luật an ninh mạng để giới hạn hoạt động của các nhóm chống đối. Như vậy khác với diễn đàn dân sự và đảng Việt Tân, báo Le Monde và đài RFA RFI tỏ ra bất rất bi quan về khả năng thay đổi chế độ ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặt khác, theo lời của hai cơ quan truyền thông này, thì các chế độ đa đảng lệ thuộc vào Mỹ như Myanmar, Philippines và Thái Lan đều chưa đem lại sự tự do dân chủ cho dân chúng. Đây quả là một sự mỉa mai lớn vì Đảng Việt Tân thường tổ chức các đợt tập huấn, các lớp tập huấn về dân chủ, nhân quyền ở cả ba nước vừa nêu trên. Và hầu hết các nhà dân chống cộng ở Việt Nam thậm chí còn xem bà Aung San Suu Kiyong là thần, thần tượng sau vụ bạo loạn ở Phan Rí và vụ khủng bố ở trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình. Mức ủng hộ quần chúng trung lập dành cho phong trào chống cộng đã giảm đi. Người dân muốn một cuộc sống ổn định và những cơ hội để vươn lên, chứ họ không muốn trở thành quân cờ cho các thế lực chính trị không bận tâm đến an nguy của họ. Nhóm diễn đàn sâu dân sự và đảng Việt Tân nên xem xét thực tế đó trước khi tạo ra thêm ảo tưởng cho những người ủng hộ mình. Sóng truyền thông số 3, mượn vụ Trương Thị Hà đấu tố trí thức để đánh thức trí thức. Ngày 17 tháng 6 năm 2018, khi đi biểu tình phản đối các dự luật đặc khu kinh tế, Trương Thị Hà, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh, bị công an đưa về trụ sở làm việc. Khi thầy Phạm Tấn Hạ, phó hiệu trưởng trường nên gặp các nhân viên công an đang làm việc với Hà, Hà xin thầy gọi luật sư Trần Vũ Hải vào đây cung định hộ Hà. Nhưng thầy im lặng. Theo lời kể của Hà thì thầy cũng im lặng khi thấy Hà bị công an đánh, chửi công, chửi Hà là quan đĩ. Vì vậy, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Trương Thị Hà viết một bức thư ngỏ dài gửi thầy Hạ để thuật lại các chi tiết vụ việc trên. Cuối thư Hà xin thầy bảo vệ che chở cho mình, thương mình để cứu vớt tâm hồn tâm hồn yếu đuối của mình. Vài chục phút sau khi đăng thư ngỏ trên Facebook và thu được 3.000 lượt xe, lá thư bị Facebook gỡ bỏ. Thời điểm đó đến nay, một loạt các nhân chống đối như Lê Công Định, Nhi Quang Sơn, Nguyễn Văn Tráng, Phạm Đoan Trang, Phạm Minh Hoàng, Tôn Phi đã đồng loạt bình luận về vụ việc về kể chuyện bản thân để tuyên truyền chống nền giáo dục Việt Nam, ca ngợi nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa hoặc phương Tây, đồng thời thiết lập một định kiến rằng người dạy học, người trí thức phải phản biện chính trị. Vì Trương Thị Hà và Lê Công Định có mối quan hệ thân thiết từ trước, Hà và Định phát biểu theo lối kẻ tung người hứng trong vụ việc, và Hà viết thư ngỏ khi vụ việc đã trôi qua được gần được 2 tuần. Có thể đặt giả thuyết rằng Hà và Định đã bàn bạc trước khi soạn thư ngỏ. Lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 7, tiến sĩ Lê Tuấn Huy viết một bài phản biện dài trên Facebook cá nhân của mình để phân tích các sai lầm của thầy Phạm Tấn Hạ, của sinh viên Trương Thị Hà và của phong trào chống cộng trong vụ việc. Trong bài, ông Huy phê bình rằng Hà đã thể hiện cảm xúc giả tạo, sự ngây thơ giả tạo trong bức thư, đồng thời khiến mình không thể tiếp tục hoạt động đơn sự ở trường đại học ông huy cũng viết rằng khi phong trào chống cộng liên tục đấu tố những người bị cho là thiếu nhận thức dân chủ để làm truyền thông nhằm giữ lửa biểu tình và đánh thức giới trí thức họ đã chọn một chiến lược sai lầm ngoài ra ông huy viết rằng thầy hạ là người tốt thường xuyên giúp đỡ sinh viên một cách vô vụ lợi và nếu thầy hạ phản kháng lại công an thì sinh viên trương thị hà còn chịu nhiều thiệt hại hơn bước đó vì tiến sĩ Lê Tuấn Hy xuất phát từ trường đại học khoa học và xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, các mối quan hệ của ông trong với trường hoặc với thầy Hạ có thể là một trong những động lực khiến ông viết bài. Tuy nhiên cũng cần thừa nhận rằng các ý kiến của ông Huy khá hợp tình hợp lý. Đáp lại, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Giáng Vân viết một post công kích ông Lê Tuấn Huy, nói rằng việc thầy Hạ đến gặp công an đã cho thấy thầy hành xử đê hèn, còn Huy đã bênh thầy Hạ và đánh lạc hướng dư luận. Sau đó bà Vân đặt nghi vấn rằng Lê Tuấn Huy là thành viên của lực lượng 47. Ngày 4 tháng 7 năm 2018, trang báo Sức Việt Nam đăng lại lời của Nguyễn Giáng Vân và Lê Tuấn Huy trong cùng một bài viết và trình bày bài theo hướng ủng hộ bà Vân. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Nguyễn Giáng Vân là nhà thơ, thành viên Hội Nhà văn Hà Nội, giám đốc điều hành Heri State Gần đây, tối ngày 22 tháng 6 năm 2018, Bà Giáng Vân đã tổ chức một cuộc hội thảo phản đối dự luật an ninh mạng do Đặng Hoàng Giang làm diễn giả Trở lại với vụ việc, theo Facebook của cô Trương Thị Hà thì thầy Phạm Tấn Hạ hiện vẫn im lặng chưa trả lời thư ngỏ của cô Như vậy nhiều khả năng tâm hồn yếu đuối của Trương Thị Hà sẽ không được cứu Vậy cô trịnh Trương Thị Hà nên làm gì? Chúng tôi tin rằng luật sư Lê Công Định có thể cho cô một lời khuyên tốt Khoảng 10 giờ tối ngày 26 tháng 6 năm 2018, trang nhật ký biểu tình đã đăng một clip tự quay của, của luật sư Lê Công Định. Trong đó ông Định cho rằng người biểu tình bị bắt giữ tùy tiện nên kiện công an. Nếu công an thực sự đánh chửi cô Hà như lời trong như lời cô nói trong thư thì họ đã vi phạm bộ luật tố tụng hình sự và cô có quyền quyết định kiện họ theo lời khuyên của ông Định. Tuy nhiên trong quá trình tố tụng, cô Trương Thị Hà nên cung cấp đầy đủ những thông tin mà tòa yêu cầu, dù thông tin đó gây bất lợi cho cô. Nếu không, khả năng thắng kiện của cô là rất thấp. Hiện nay, Trương Thị Hà đã là một người trưởng thành trên 18 tuổi và đã tốt nghiệp đại học luật. Vì vậy, cô Hà nên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thay vì cầu xin thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, thương binh và cứu vớt tâm hồn tội lỗi của cô nếu thực kiện cô Hà có thể quyền phê bình hành vi vi phạm pháp luật của các nhân viên công vụ và phê bình sự im lặng của thầy Hà, còn nếu cô Hà không dám bênh vực mình trước tòa vì tình thế không thuận lợi, thì cô không có quyền đòi hỏi thầy Phạm tấn hạ phải làm việc đó. Sóng truyền thông số 4 kêu gọi chuyển sang dùng mạng xã hội My để bất tuân luật an ninh mạng. Như báo cáo tuần trước đã đề cập, ngay sau khi Quốc hội thông qua luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018, Nick Facebook Anh Văn bắt đầu kêu gọi giới chúng cộng chuyển sang sử dụng mạng sội Mai để thay thế Facebook. Để thuyết phục người đọc, Anh Văn nói rằng Mai ứng dụng máy chủ phi tập trung nên không thể bị kiểm soát như Facebook. Mai sẽ trả tiền điện tử cho chủ nhân của những bài viết được nhiều like. Mai cũng tổ chức hacker Amonios hậu thuẫn và Mai sắp có phiên bản tiếng Việt. Nhân dịp các trang Facebook nhật ký yêu nước thức Phonogo và Việt Tân bị khóa không rõ lý do vào ngày 27 tháng 6, anh Văn nhắc lại lời kêu gọi này. Post của anh Văn được chia sẻ bởi một số nhân vật, nhân vật chống đối như Nadan, Nguyễn và Trịnh Hữu Long, khiến hàng chục ngàn người Việt Nam chuyển sang dùng Mai thay cho, hoặc song song với Facebook. Những người này mô tả việc sử dụng Mai như một hành động bất tuân luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Cũng trong đầu tuần qua, nhà sĩ Tuấn Khanh và nhóm đột khoa tạp chí đã dồn sức vận động phong trào chống đối, chuyển sang dùng mai thay cho Facebook. Cụ thể, ngày 29 tháng 6 năm 2018, Tuấn Khanh đã kêu đã gọi việc bỏ Facebook chuyển sang mai là một cuộc đốt thời A Còng. Ngày 30 tháng 6, vì Trần cũng nhắc lại ý kiến của Tuấn Khanh trong một bài viết trên trang, tiếng Anh trên trang The Vietnamese do Vi, Trịnh Hữu Long và Phạm Văn Trang quản lý. Vì những người theo đạo Thiên Chúa chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong phong trào chống đối ở Việt Nam, cách dùng từ này đã khơi dậy cảm xúc tôn giáo của phong trào. Vì vậy nhiều đích chống cộng đã bắt đầu việc ví chuyển nhà từ Facebook sang Mai với cuộc di cư năm 1954 của cư dân Công giáo miền Bắc. Khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 7, ông Bin Osman, người đồng sáng lập mạng xã so hội -E Mai, viết một status để chào đón người dùng Việt Nam nhiều trang chống đối đồng loạt đăng lại sở tốt của Bin Osman với thái độ đầy tự hào và cảm kích. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu thông tin về ông Bin Osman, nhiều người đã phát hiện ra rằng từ năm 2015, ông Osman là thành viên của chương trình Michael Dukakis Leadership Fellow, trực thuộc diễn đoàn toàn cầu Boston do thống đốc Michael Dukakis và cựu tổng biên tập báo Việt Nam Net Nguyễn Anh Tuấn đồng sáng lập vì vậy từ chiều ngày một tháng bảy nhiều cây bút như nhân viên Google Dương Ngọc Thái, chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu, chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc, phiên dịch viên Phạm Anh Tuấn, nhà nghiên cứu hán nôm Nguyễn Phúc Anh, nhà báo Trần Tiến Dũng đã đồng loạt kêu gọi cộng đồng không chuyển sang dùng Mai. lập luận của những ngày được lập luận của những người này được tóm tắt trong ý kiến của ông Nguyễn Hồng Phúc như sau mai xưng là mạng xã hội blockchain nhưng hiện chỉ dùng blockchain cho giao dịch token không dùng blockchain cho mạng xã hội họ không ẩn danh mà là một công ty tại mỹ và theo tài liệu mà tôi đọc được thì họ không phi tập trung chỉ có phần token tức tiền điện tử là dùng blockchain còn lại phần web mạng xã hội vẫn nằm trên web server trong thỏa thuận người dùng sử dụng dịch vụ của Mai có đoạn nói rằng họ sẽ cung cấp thông tin cho chính phủ khi được yêu cầu. Yêu, yêu cầu. Trong số cố vấn của Mai có ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu tổng biên tập đầu tiên của báo Việt Nam Net. Trong hai ngày, ngày mùng 2 tháng 7 và ngày mùng 3 tháng 7, đài BBC và RFA đều đăng tải cả hai luồng ý kiến trong vụ việc này. Ngày mùng 4 tháng 7, đài VOA đưa tin tương tự nhưng không đề cập đến các chi tiết xung quanh ông Nguyễn Anh Tuấn. Trong khi đó, sau ngày 1 tháng 7, nhạc sĩ Nguyễn Tuất Khanh tiếp tục đăng nhiều post để bênh vực ông Nguyễn Anh Tuấn, ca ngợi Mai và kêu gọi cộng đồng chuyển sang dùng Mai. Ngày 3 tháng 7, Phạm Loan Trang phỏng vấn Bill Oatman theo hướng bênh vực Oatman. Bài phỏng vấn này được đăng cả trên luật khoa tạp chí lẫn dơ Việt Nam B và được Trịnh Hữu Đông xét lại. Trong thực tế, ông Nguyễn Anh Tuấn và có mối quan hệ lâu bền với Bin Oatman và mạng xã Mai sau khi sang Mỹ định cư, ông Tuấn đã cùng cựu thống đốc Michael Dukakis sáng lập và lãnh đạo hai tổ chức là diễn, đầu, diễn đàn toàn cầu Boston thành lập năm 2015 và Viện Michael Dukakis thành lập năm 2017. Trong đó, Viện Michael Dukakis tập trung vào các vấn đề an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Nguyễn Anh Tuấn tham gia vào ban cố vấn của mạng sội Mai còn Bin Osman tham gia nhiều hoạt động của cả hai tổ chức vừa kể. Chẳng hạn năm 2015, Bin Otman vừa là nghiên cứu sinh chương trình lãnh đạo Michael Nukakit đồng thời là thành viên của mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ vì hòa bình và an ninh của diễn đàn toàn cầu Boston. Ngày 11 tháng 7 năm 2015, Bin Otman đã giới thiệu mạng xã hội Mai trong hội thảo hòa bình và an ninh do diễn đàn toàn cầu Boston tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam. Ngày 12 tháng 12 năm 2015, cả Bin Otman lẫn John Osman đều làm diễn giả trong sự kiện ngày an ninh mạng toàn cầu. Do diễn đàn toàn cầu Botton tổ chức, ngày 22 tháng 11 năm 2017, Bin Osman trở thành thành viên của chương trình Cộng đồng thế giới trí tuệ nhân tạo do viện Michael Dukakis tổ chức. Cả mạng xã hội My lẫn VietNamNet đều tham gia chương trình vừa nêu. Vì Phạm Loan Trang là cựu phóng viên của VietnamNet dưới thời Nguyễn Anh Tuấn, còn luật khoa tạp chí thường ủng hộ các chính sách toàn cầu kiểu dân chủ đa đảng Mỹ vừa từng mở nhiều chiến dịch truyền thông chống Donald Trump để đặt giả thuyết rằng nhóm luật khoa tạp chí có quan hệ với nhóm Dukakis Anh Tuấn như vậy mạng sội Mai chỉ là phần nổi của những nhóm lợi ích và kế hoạch chính trị phức tạp chứ không phải là một thiên đường tự do như các nhà chống cộng đã tưởng tượng để thực hiện những kế hoạch này những người điều hành Mai đã sẵn sàng nói dối người sử dụng trong tuần qua, hướng tuyên truyền này đã tác động đến toàn bộ của phong trào chống cộng Việt Nam. Theo lời Bin Osman chỉ chỉ trong vài ngày, hàng chục ngàn người Việt Nam đã chuyển sang dùng Mai. Ngoài ra, kết quả tìm kiếm Google cho thấy nó cũng, nó cũng tác động đến giới đầu cơ tiền ảo ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tranh luận nổ ra, lượng người bỏ Facebook để chuyển sang Mai đã giảm. Biểu đồ Google Trends cũng cho thấy uh, sau khi lên đỉnh và À, vào ngày 30 tháng 6, ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 7 lượng tìm kiếm cụm từ mai đã giảm nhanh chóng rõ rệt. Sóng truyền thông số 5 lợi dụng vụ ông Bùi Hữu Tuân tự thiêu để tuyên truyền chống chế độ. Tháng 3 năm 2018, ông Bùi Hữu Tuân Nguyên trưởng thôn thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Trương Mỹ, Hà Nội bị tòa phúc thẩm tuyên 3 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Tuấn cho rằng mình vô tội và đã nhiều lần khiếu nại nhưng không được giảm án. Do ớt ức, lúc 11 giờ 45 phút trưa ngày 2 tháng 7 năm 2018, một ngày trước khi thời điểm thi hành án, ông Tuấn đã tự thiêu trước cổng trụ sở Ủy ban Tiếp dân Trung ương ở quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Đoàn Thanh Sang, một người khiếu kiện lâu năm tình cờ có mặt tại hiện trường, đã quay lại live stream vụ việc và đăng lên trên Facebook. đoạn loạt clip của ông nhanh chóng được tăng lại bởi các nhóm người khiếu kiện thân Lê Văn Dũng, một số clip đạt tới 1.700 lượt xe. Nhóm khiếu kiện từ dương đội đứng đầu là bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương lập tức mượn vụ việc này để tuyên truyền rằng nhà nước đang dồn người dân vào thế đường cùng và kêu gọi là tổ chế độ. Trịnh Bá Phương cũng liên lạc với con trai của ông Tuân để tiếp tục khai thác vụ việc. Buổi tối cùng ngày, Nguyễn Thúy Hạnh, chủ quỹ 50K đã gọi điện cho con trai của ông Tuân hỏi rõ nguồn gốc bản án của ông và thuật lại chi tiết trên Facebook từ thời điểm đó nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đã đồng loạt đưa tin về việc và tuyên truyền theo hướng của cấn thị thêu nhưng nhưng một vụ tự thiêu đơn lẻ có phải là có căn cứ hợp lý để kêu gọi lật đổ chế độ hay không theo thống kê của Wikipedia thì vào năm 2012 Ấn Độ có 10 vụ tự thiêu vì lý do chính trị, Israel có 3 vụ, trong khi đó Việt Nam chỉ có 1 vụ. Như vậy vào năm 2012, tỷ lệ tự thiêu trên tổng dân số của Ấn Độ bằng tỷ lệ của Việt Nam, trong khi tỷ lệ tự thiêu của Israel gấp 30 lần tỷ lệ của Việt Nam. Vậy mà một phần không nhỏ trong giới chứng cộng Việt Nam vẫn đang tôn sùng nhà nước Do Thái. Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018, trong các đài trong và ngoài nước đã phát sóng bằng tiếng Việt bắt đầu đưa tin về vụ việc trong đó BBC đã bóp méo lời người của người phỏng vấn và dùng ảnh minh họa không liên quan để định hướng độc giả. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn đài BBC vào ngày 4 tháng 7, luật sư Nguyễn Viết Đức, người bào chữa cho chính ông Tuân, nói rằng Xét về mặt con người, không nên để họ vào bước đường cùng. Tuy nhiên, trong phần ảnh minh họa của bài viết, BBC đã bóp méo lời của ông Đức Thành, đừng để dân vào đường cùng. Và dùng một hình ảnh minh họa có tính kích động lật đổ, không liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Đức chỉ đề cập đến trường hợp gia đình ông Tuân, thì BBC lại sửa lời ông, theo hướng đề cập đến toàn dân. Như vậy, BBC đã vi phạm các nguyên tắc nghiệp vụ báo chí vì động cơ chính trị. Đây là một điều đáng tiếc, vì BBC là một cơ quan truyền thông rất lớn và có uy tín. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc của ông Bùi Hữu Tuân. Chúng ta hãy chúc ông Tuân sớm bình phục và chờ đợi diễn biến tiếp theo của vụ việc. Sóng truyền thông số 6, xuyên tạc việc Hà Nội đề nghị chia sẻ dữ liệu dân cư với các ngành khai thác để thu phí. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư cùng uh, dùng chung để phục vụ cho việc xây dựng chính phủ điện tử. Sáng ngày 2 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã đề nghị chính phủ Hà Nội thí điểm thu kinh phí chia sẻ dữ liệu dân cư với các ngành ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác. Nếu được chính phủ cho phép, Hà Nội có thể thu trên 300 tỷ đồng tiền phí mỗi năm. Chiều cùng ngày, một số báo điện tử chính thống như Tuổi trẻ và VnExpress đã đưa tin một cách thiếu sót về vụ việc. Các báo cáo này cho thấy các báo này cho thấy không nói rõ thành Hà Nội đề nghị chia sẻ các dữ liệu dân cư cụ thể nào trong bối cảnh tổng thể của chính sách nào, nhằm mục đích gì và khiến độc giả hiểu lầm và nảy sinh ác cảm về đề nghị của Hà Nội. <laughs> trong khi đó, một số báo chính thống khác như Thanh niên và Người lao động lại cung cấp đầy đủ thông tin này, vì Báo Tuổi trẻ đã lập tác dữ liệu dân cư ngay sau khi đăng bài, có thể thấy họ xem đây là một chủ đề nóng tiếp tục để khai thác. Do hiểu lầm mà các báo điện tử chính thống tạo ra, nhiều cá nhân chống đối đã bắt đầu đồng loạt tuyên truyền về thành phố Hà Nội đang định bán dữ liệu riêng tư của người dân Việt Nam để thu tiền. Số khác tuyên truyền rằng qua vụ việc có thể thấy ngân sách của Việt Nam đã cạn kiệt là cơ hội lật đổ đã đến. Đài BBC cũng khai thác vụ việc nhưng hai người trả lời phỏng vấn đài này là bà Nguyễn Hoàng Ánh và ông Trần Vũ Hải đều nói đúng bản chất vấn đề, không lợi dụng tình huống để tuyên truyền. Vậy sự thật là gì? Theo thông tin đầy đủ của báo Thanh niên cung cấp thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một phần của chương trình xây dựng chính phủ điện tử. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin cơ bản về công dân được ghi trong chứng minh thư và sổ hộ khẩu chứ không phải là thông tin riêng tư của công dân. Khi các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp cùng chia sẻ khối dữ liệu này, việc quản lý người trong mỗi tổ chức sẽ diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn, làm lợi cho cả tổ chức lẫn công dân. Chẳng hạn khi làm thủ tục hành chính, đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao điện thoại di động, công dân chỉ cần cung cấp số chứng minh thư nhân dân của mình, máy tính sẽ tự động điền các thông tin còn lại từ cơ sở dữ liệu chung, giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục. Mô hình này đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước Âu Mỹ như vậy không thể nói rằng thành phố hà nội đang định bán dữ liệu riêng tư của người dân sóng truyền thông số 7 lên án nhà nước việt nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi quốc tế phản ứng sau khi phục hồi vào tuần trước hướng tuyên truyền này tiếp tục diễn ra một cách sôi động vào tuần qua các đối tượng được binh vực trong tuần này bao gồm trần minh dí thức đỗ thị minh hạnh nguyễn ngọc như quỳnh cùng hai tổ chức phong trào chấn hương nước việt và hội anh em dân chủ cụ thể sắp tới ba thành viên của phong trào chiến hưng nước Việt là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc sẽ phải ra tòa án phúc thẩm vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Vì vậy, từ ngày 29 tháng 6 đến nay, hai luật sư bảo chữa cho uh, cho họ là Trịnh Vĩnh Phúc và Ngô Ngọc Trai cùng một số bạn bè như Phạm Thành, Tưởng Năng Tiến đã viết bài ca ngợi nhóm bị cáo. Hội sinh viên nhân quyền đăng lại bài về Phúc của hai luật sư, trong khi nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam không có động thái nào trong các bài uh, ca ngợi nêu trên bài của phạm thành khen vũ quang thuận một cách hơi cường điệu chẳng hạn ông thành viết rằng vũ quang thuận có một bộ mặt rạng rỡ như mặt của thiên sứ từ nhà trời phái về trái đất rằng thuận hiện thân của hồn thiên hồn thiên sông núi nước việt tụ về rằng phù đồng thiên vương đã nhập vào thuận để phát ngôn trong khi đó vũ quang thuận từng phải điều trị về ba năm trong bệnh viện tâm thần sau khi xuất viện đầu năm hai thuận tự xưng là doanh nhân yêu nước vũ quang thuận bí danh là võ phù đổng lãnh đạo phong trào chống nước nước việt vào thời điểm đó thuận cũng khẳng định rằng ông đã sắp công bố 50 chương trình toàn cầu mà ông viết khi đang ở trong viện tâm thần như chương trình cải cách liên hợp quốc thành lập chính phủ chung thế giới thành lập quân đội chung thế giới thành lập đồng tiền chung thế giới sau lần thuận vác một cây thập giá lớn đi biểu tình rồi cướp diễn đàn của nhóm nâu du hà nội nhóm này cũng phải than rằng thuận là một thành phần tâm thần và hoang tưởng chính trị trong tuần qua, Nguyễn Văn Đài và hội anh em dân chủ tiếp tục nổi lên trong dư luận chúng cộng. Dù vụ ông Đài sang Đức tị nạn đã được khoảng một tháng, ngày 1 tháng 7 năm 2018, ông Đài đã trả lời phỏng vấn RFA để kể lại việc hai năm ngồi tù của ông. Trong cùng cuộc phỏng vấn, Đài nói sẽ không bao giờ quên anh em. Đài cũng ca ngợi nước Đức, nói rằng mình chọn Đức làm nơi tị nạn không phải là việc mưu sinh, có thời gian để hoạt động chính trị và sẽ hoạt động mạnh hơn trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, hai tổ chức là Amnesty International và Human Rights Watch lên tiếng về vụ nhà riêng của Đỗ Thị Minh Hạnh tấn công bằng đá. Trước đó, ngày 25 tháng 6 năm 2018, Trần Đình Duy Thức đã gặp phái đoàn của EU và Đại sứ quán Đức ở trại giam số 6 Nghệ An. Trong cuộc gặp, ông Thức tuyên bố rằng sẽ tiếp tục ở lại công hiến cho đất nước, không ra nước ngoài tị nạn. Ngày 30 tháng 6, ông Thức xác nhận việc này khi gọi điện cho vợ và gia đình ông đã thông báo tin này trong cuộc phỏng vấn với RFA vào ngày 2 tháng 7. Trong ông chào ủng hộ Ngọc Như Quỳnh, ngày 29 tháng 6 năm 2018, tổ chức CV Rider Defender có quan hệ với hữu quốc ngữ đã kêu gọi Việt Nam thả Ngọc Như Quỳnh. Ngày 4 tháng 7 năm 2018, khi chính phủ Thái Lan hủy chiếu bộ phim về Ngọc Như Quỳnh theo đề nghị từ phía Việt Nam, Trịnh Ngộ tuyên bố sẽ đại diện cho Voi đem chỉ chiếu bộ phim này trên toàn thế giới trong khi đó một thành viên của voi là đinh phương thảo trả lời phỏng vấn theo dinomad rằng một năm sau khi nguyễn ngọc như quỳnh đi tù giới hoạt động việt nam đang được tổ chức tốt hơn trước và thường xuyên thảo luận về chiến lược với nhau ngoài ra trước những lời kêu ca càng dồn dập của nguyễn ngọc như quỳnh cây bút cây bút ánh lên của việt nam thời báo vừa tung tin rằng bà quỳnh sẽ chấp nhận đi tị nạn chính trị như vậy trong tuần qua phong trào chống đối chủ yếu vận động sự hỗ trợ từ đức châu âu và các tổ chức quốc tế về nhân quyền hoạt động mạnh ở khu vực đông nam á nhưng tổng thể hiện phong trào chống cộng đang đứng ở một ngã rẽ khi làn sóng biểu tình đã qua và ít có khả năng bùng phát trở lại trong tuần qua dự, dư luận chống cộng vẫn giữ được vẻ sôi động nhưng đang phân hóa thành nhiều chủ đề rẻ khác nhau và thành nhiều luồng ý kiến đối địch vì các thành viên quan trọng của diễn đàn sội dân sự khá im lặng trong suốt tuần qua rất có thể họ sẽ chọn hướng rất rất khó đoán họ có thể chọn hướng đi nào trước khi kết thúc bản tin này chúng tôi xin thông báo rằng kênh youtube việt vision vừa bị tấn công vì vậy xin các bạn truy cập vào trang hoàng thị nhật lệ org trong trường hợp cần xem lại nội dung của năm bản tin cũ nếu các bạn hài lòng với chất lượng của bản tin này xin đăng lại nói trên trang Facebook cá nhân của bạn. Chúng tôi mong muốn cũng chúng tôi cũng mong muốn các bạn không nói tục hoặc kêu gọi bạo lực hận thù khi comment dưới bản tin. Xin cảm ơn.